Trân trọng kính mời tân thạc sĩ Bùi Hải Luyến, chuyên ngành kế toán. Trân trọng kính mời tân thạc sĩ Bùi Thị Kim Châu, chuyên ngành kế toán. Trân trọng kính mời tân thạc sĩ Nguyễn Văn Phúc, chuyên ngành quản lý. Trân trọng kính mời tân thạc sĩ Nguyễn Thị Trúc Ly, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trân trọng kính mời tân thạc sĩ Trần Minh Châu, chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trân trọng kính mời tân thạc sĩ Nguyễn Thị Nam Thanh, chuyên ngành kế toán. Trân trọng kính mời tân thạc sĩ Bùi Thanh Nhã, chuyên ngành quản lý kinh doanh. Xin mời giáo sư hiệu trưởng chụp hình chung với các tân thạc sĩ. Xin cảm ơn giáo sư Lê Văn Anh, xin cảm ơn tiến sĩ Lê Thành và xin cảm ơn các tân thạc sĩ. Xin trân trọng kính mời giáo sư Lê Văn Anh và thạc sĩ Vũ Văn Hà, Phó trưởng phòng đại học, thực hiện nghi thức trao bằng tốt nghiệp cho tân kỹ sư cử nhân tốt nghiệp loại giỏi. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Hà Tân, tốt nghiệp ngành khoa học máy tính, loại giỏi. Xin mời tân cử nhân Lương Minh Hoàng Long, tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng, loại giỏi. Sinh viên được vinh danh là cử nhân ưu tú năm 2016, thành tích đạt được trong khóa học, sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Thị Kim Ngân, tốt nghiệp ngành thống kê, loại giỏi. Xin mời tân cử nhân Lê Thị Bạch Yến, tốt nghiệp ngành kế toán, loại giỏi.
Xin mời đăng ký sư Trần Cẩm Nhung tốt nghiệp ngành khoa học môi trường và giỏi sinh viên tốt nghiệp và tiến độ và học kỳ sinh viên được vinh danh là kỹ sư ưu tú năm 2016. Thành tích đạt được sinh viên đạt 675 điểm TOEIC quốc tế và sinh viên học tập giỏi 3 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Phạm Nguyễn Hoàng Yến tốt nghiệp ngành kế toán và giỏi thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Phạm Thị Hường tốt nghiệp ngành kế toán và giỏi sinh viên đạt 735 điểm TOEIC quốc tế và sinh viên được học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Thị Hà tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và giỏi thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp và giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2015. Xin mời tân cử nhân Trần Thị Xuân Yến tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng và giỏi thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Phương Hạng Thư tốt nghiệp ngành kế toán và giỏi sinh viên đạt 895 điểm TOEIC quốc tế thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Thị Thanh Tân tốt nghiệp ngành kế toán và giỏi thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp và sinh viên được tuyên dương có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường năm 2015. Xin mời tân cử nhân Ngô Huệ Bảo tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc loại giỏi sinh viên được vinh danh là cử nhân ưu tú năm 2016 thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Vũ Thiên Thư tốt nghiệp ngành kế toán loại giỏi thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp.
Xin mời các cử nhân Bạch Trấn Mãn tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng loại giỏi, sinh viên đạt 645 điểm TOEIC quốc tế, thành tích được vinh danh trong khoa học, sinh viên học tập giỏi 3 năm liên tiếp. Xin mời các cử nhân Trần Hảo Sâm tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Trung Quốc loại giỏi, sinh viên được vinh danh là cử nhân ưu tú năm 2016, thành tích được vinh danh trong khóa học, sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Sinh viên được vinh danh là cử nhân ưu tú năm 2016 và sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Xin mời các cử nhân Tăng Kim Cường tốt nghiệp ngành kế toán và giỏi. Sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Quách Huỳnh Mỹ Hoa tốt nghiệp ngành thống kê loại giỏi, sinh viên đạt 635 điểm TOEIC quốc tế và được vinh danh là cử nhân ưu tú năm 2016, sinh viên học tập xuất sắc năm học 2014-2015. Xin mời tân cử nhân Lê Thị Mỹ Dung tốt nghiệp ngành kế toán loại giỏi. Xin mời tân cử nhân Trần Quảng Vi tốt nghiệp ngành kế toán loại giỏi, thành tích được vinh danh trong khóa học, sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Hoàng Thị Hoài Duyên tốt nghiệp ngành kế toán loại giỏi. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Thị Vân Anh tốt nghiệp ngành kế toán loại giỏi, thành tích được vinh danh trong khóa học, sinh viên học tập giỏi 3 năm liên tiếp.
Xin mời tân cử nhân Nguyễn Thị Mai Trâm tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh loại giỏi. Sinh viên được bình danh là cử nhân ưu tú năm 2016. Thành tích được vinh danh trong khóa học đạt điểm cao kỳ thi tuyển sinh cao đại học năm 2012. Sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Sinh viên được tuyên dương có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường năm 2015. Xin mời tân cử nhân Đàm Thị Thanh Nhung tốt nghiệp ngành kế toán loại giỏi. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Lâm Kỳ Duyên tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh loại giỏi. Sinh viên được vinh danh là cử nhân ưu tú năm 2016. Thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 3 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Minh Thạch Thảo tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh một loại giỏi. Sinh viên được vinh danh là cử nhân ưu tú năm 2016. Thành tích được vinh danh trong khóa học thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng đại học năm 2012. Sinh viên học tập giỏi 4 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Mai Thị Ngọc Nga, sinh viên tốt nghiệp ngành kế toán, loại giỏi. Xin mời tân cử nhân Trần Thị Bích Hoa tốt nghiệp ngành kế toán loại giỏi. Sinh viên đạt 635 điểm tối quốc tế và được vinh danh là cử nhân ưu tú năm 2016. Thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 2 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Hữu Hưng tốt nghiệp ngành kế toán loại giỏi. Thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên được tuyên dương có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường năm 2015. Xin mời tân cử nhân Hà Hải Đăng tốt nghiệp ngành kế toán loại giỏi. Thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 4 năm liên tiếp. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Hùng Cường tốt nghiệp ngành tài chính ngân hàng loại giỏi. Sinh viên đạt 720 điểm TOEIC quốc tế và được vinh danh là cử nhân ưu tú năm 2016. Thành tích được vinh danh trong khóa học sinh viên học tập giỏi 3 năm liên tiếp và giải nhất nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2015. Xin cảm ơn giáo sư Lê Minh Danh và thạc sĩ Vũ Quang Hà. Cảm ơn các tân cử nhân, tân kỹ sư. Kính thưa toàn thể quý vị, thay mặt cho các tân thạc sĩ, tân cử nhân, tân kỹ sư nhận bằng tốt nghiệp hôm nay, tân cử nhân Nguyễn Minh Thạch Thảo, ngành tiếng Anh,
thủ khoa đầu vào năm 2012, học tập loại giỏi 4 năm liền, tốt nghiệp loại giỏi. Mong muốn được bày tỏ cảm xúc của mình trong buổi lễ trang trọng này. Xin mời tân cử nhân Nguyễn Minh Thạch Thảo. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban giám hiệu, quý thầy cô, quý phụ huynh, cùng tất cả các anh chị tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân thân mến. Em tên là Nguyễn Minh Thạch Thảo, sinh viên ngành ngôn ngữ Anh, khoa ngoại ngữ. Hôm nay em rất vui mừng và vinh dự được đại diện cho các anh chị tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2016 phát biểu cảm nghĩ của mình trong buổi lễ trang trọng này. Lời đầu tiên cho phép em được gửi lời chào trân trọng đến quý vị đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô, quý phụ huynh cùng tất cả các anh chị tân thạc sĩ, kỹ sư, cử nhân có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý thầy cô, em vẫn còn nhớ như in 4 năm trước đây, cũng chính tại khán phòng này, em, một cô học trò cấp 3 được vinh danh là thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh cao đẳng đại học năm 2012. Được vinh dự đứng tại đây, phát biểu cảm nghĩ của tân sinh viên khi mới vào trường, mở ra cho em một chân trời mới tại giảng đường đại học đầy ắp ước mơ và kỳ vọng. Và hôm nay, trước thời khắc trọng đại này, em lại được đứng đây một lần nữa để cùng chia sẻ những cảm xúc của mình trong hành trình học tập, sinh hoạt tại mái trường Tôn Đức Thắng thân yêu. Đó là một vinh dự vô cùng lớn lao và may mắn, không thể nào tả hết bằng lời. Kính thưa quý thầy cô, em cảm thấy bản thân mình và các bạn sinh viên cùng trang lứa có phần may mắn hơn các anh chị sinh viên đi trước. Bởi vì khi chúng em vừa mới vào trường thì các cơ ngơi và phòng ốc của trường đã hoàn thiện. Chúng em được ngồi học trong những căn phòng thoáng mát của dãy nhà B, nhà C, được học trong những căn phòng kiến tính hiện đại ở khu A, được đi trên những con đường nhựa.